Kính thưa quý vị, Hồng Kông thiêu hủy gia cầm mua từ lục địa, tin từ Hồng Kông. Chính quyền Hồng Kông đã giết 20.000 con gà và ngưng mua gia cầm từ lục địa trong thời gian 21 ngày, bắt đầu từ ngày hôm nay sau khi tìm thấy vi khuẩn H7N9 trong số gia cầm mua từ tỉnh Quảng Đông. Chính quyền đã ra lệnh không mua gà trong lúc chỉ còn 2 ngày sẽ đến Tết, là lúc người bán gia cầm bán nhiều nhất trong năm. Số gà có vi khuẩn đã được giết chết bằng khí carbon dioxide. Hôm qua, giới chức y tế tuyên bố đóng cửa thị trường bán sỉ gà vịt trong thời gian 21 ngày. Các trại nuôi gà địa phương cũng bị cấm đưa gà ra thị trường, các nơi bán gà đóng cửa từ ngày thứ ba. Một người phụ nữ 62 tuổi nói rằng, dù chính phủ không cấm bà ta, cũng không dám ăn thịt gà để bị bệnh. Một người bán gà nói rằng, ông ta hy vọng chính phủ sẽ giúp đền bù sự thua lỗ. Theo Tổ chức Y tế Thế giới hay WHO, vi khuẩn H7N9 truyền từ gia cầm qua gia cầm chưa có bằng chứng cho thấy có thể truyền từ người qua người. Các chuyên viên y tế đã kêu gọi chính phủ các nước đề phòng vi khuẩn H7N9 vì chúng có thể phát triển khả năng truyền từ người qua người, tạo nên một trận đại dịch. Một người nhiễm vi khuẩn đang được điều trị tại Bệnh viện Hồng Kông, hai người khác đã chết. Cả ba người này đều đã bị nhiễm vi khuẩn sau khi đến thành phố Thẩm Quyến. Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Bệnh của Trung Cộng cho biết đã có 19 người chết vì vi khuẩn H7N9 trong năm nay.